ngồi chơi Free Fire, khi đang leo ganh thì gặp màn lắc. Mới lên được đến bạc kim lại gớt ganh vàng. Kìa thầy wifi, tại sao hôm nay làm ăn như thế? Tổ cha cái mạng sida như cái quần đùi. Làm trận solo đang đi tung tăng gặp phải thắng hắc. Lũ ga một phát hương vã bay ga xanh chờ. Kìa anh em ơi, tại sao chơi game mà lại đi hắc? Khổ thân số tao nó đen gặp phải tụi mày. Vậy thật Free Fire tại sao lại ga đông nói như vậy? Phần mềm thứ ba không thì ra ta chỉ toàn phá game. Đành lúc bị bán thì đi kêu quán chưa bới ông sùng. Em không làm gì mà lý do gì pha nít nè.